Mỗi ngày một câu chuyện. Câu chuyện ba con gấu. Đang hái hoa, cô bé tóc vàng vội đứng dậy. Ôi, trời lại mưa rồi, phải tìm chỗ trú thôi. Cô chạy vào một ngôi nhà nhỏ, nhìn thấy có ba cái bàn và ba cái bát, một cái nhỏ, một cái vừa và một cái to. Cô ngồi xuống và ăn thức ăn để trong ba cái bát, rồi tự nhủ: ôi, ngon tuyệt. Cô nhìn xung quanh và nhìn thấy ba cái giường, một cái nhỏ, một cái vừa và một cái to. Cô reo lên sung sướng: ôi, những cái giường mới ấm áp làm sao. Cô chọn một cái giường lớn nhất để ngủ. Một lát sau, gấu bố, gấu mẹ và gấu con về đến nhà. Vừa bước vào nhà, gấu bố giận dữ gầm lên: có ai đã đến đây thế này? Khi thấy ba cái bát đều hết sạch thức ăn, gấu mẹ kêu lên: ai đã ăn hết thức ăn của chúng ta rồi? Nghe tiếng ồn, cô bé tóc vàng choàng tỉnh dậy và kể lại cho gia đình gấu biết vì sao cô ở lại trong ngôi nhà này. Nghe xong, gấu bố, gấu mẹ và gấu con mỉm cười thông cảm. Sau đó, ba con gấu đã tận tình đưa cô về nhà. Từ hôm ấy, cô bé tóc vàng trở thành người bạn thân thiết của gia đình gấu. Các con ạ, gia đình gấu trong câu chuyện thật là tốt bụng và hào hiệp phải không nào? Giúp đỡ và chia sẻ khi người khác gặp hoạn nạn là một đức tính tốt đẹp đấy các bé yêu.